Hello anh em ơi, hôm nay mình đang ở bờ biển Mỹ Khê, bờ biển du lịch nổi tiếng của quân ở mình. Hôm nay mình tập trung mấy anh em là tối nay mình sẽ làm clip về cát cằn bờ biển này. Bây giờ là mấy anh em mình xuống bờ biển này cũng hơi sớm, nên là mình phải chờ cho đêm xuống. Mòn đêm xuống là khoảng cỡ 7 giờ là bắt đầu anh em mình sẽ tiến hành bắt cằn. Rồi bây giờ mình đó, bãi biển mình rất là đẹp. Rồi bây giờ là mấy anh em mình đang chuẩn bị sẵn sàng hết. Đây là mấy anh em mình chuẩn bị hành trang đồ đồ nghề đồ đồ là nó ở luôn cái gì luôn. Còn nãy mình chuẩn bị hết rồi xe rồi. Tối nay mình sẽ bắt cặp cùng mấy anh em, mình bắt cặp rất là vui nha mấy anh em. Bắt càng tắt bén của bác nó nhiều lắm. Rồi anh em mình tiến ra bờ biển, trở đầu hành trình thôi. Đi đi không? Nay mình đi là cũng có hai bạn ghé đi cùng nên mấy bạn cũng rất là hôm vui. Đó, bạn ghé mình đang đâu cả. Con chồng nó chạy kìa, ấy con chồng kìa. Được rồi, 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 được một con rồi, được 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 ba con bốn con nè mấy anh em, bốn con nè, con thứ tư nè, con thứ tư nè. Đó, bạn ghế mình đã bán được con cao rồi. Chúc mừng bọn mình đi. Con thứ năm nha, con thứ năm nha. Mới chạy xuống nha. Đồ sâu đồ nhảy nha. Mới chạy xuống nha. Mình đi bỏ rồi không? Này mình có cuốc chim nó gọn hơn nha. Dạ. Cuốc là cũng được, có người cuốc chim. Nó gọn nhẹ, nó cơ động chứ bọn. Chim nó nặng. Vô cái đồng này. Đầu mà biết đó. Đó, càng bự rất đó phải không? Cái thùng xốp á nó bò lên được. Ủa nó bò ra hả? Bò ra chứ. Ôi đó đó đó. Cầm rất là to anh em, nếu mà làm xuyên đi đồ là cầm rất là to. Chuyên nghiệp. Dũng không? Dũng nhưng không phải là văn. Cào kén không? Thấy bữa, thấy càng bự không? Dạ, biết rồi anh. Quá đã luôn đó. Cầm gì ra bà con. Quá đã luôn. Nó phối ngon quá. Hả? Nó bà ron gì mà nấu bánh canh cua cũng ngon lắm. Ba gì có. Anh ơi là con kia. Không kia mà, ô tuyệt vời, đây rong muối ngon hơn nữa. Ngon cái gì cũng ngon. Kho rất là sạch. Ủa, kho này sao quá mấy anh em ơi. Sao quá. Sao quá là không có phải không? Quá bác đừng cầm đó. Mà anh này cũng kinh nghiệm đúng không? Cũng kinh nghiệm đại ngữ chứ. Đúng rồi.
đã còn này. À, rất còn rồi mấy anh em, nó định đầu hơn nó rất là sâu. Thì mình quá đã anh em ơi, quá càng quá đã. Tài chỉ bé con nồi bé con đó mấy. Đang mang cào lên nha mấy anh em. Dạ, em bật cái đủ quăng nữa. Coi cho nó không thấy đâu. Không là... Nè, quăng nữa không? Điên luôn ha. Tôi lau lên tôi thỏa rồi cho dí luôn nha. Nè, dí đi. Quá đã. Không có gì thú vị bạn mấy anh em ơi. Một lần cắt luôn. Rồi bắt đầu con cầu nè. Nào sư phụ bí sô là đệ tử đồ giảng đấy. Em đồ đây để anh làm việc cái đồ này cho. Đi đi đồ càng đây đâu không anh phải. Đi vòng mấy cái đồ này cho. Đi đồ càng đâu không phải lãi đâu anh, nghệ thuật nghe. Đúng rồi. Em là số 1 mà. Không, em cũng hạt là người ta mấy. Em hạt hả? Hạt là anh phải không? Vậy vậy quá. Anh Vũ Lưu á. Hả sao? Cái hơn cào ngang anh em nó đâm xuống này. Nhưng mà mình đồ xuống cát là nó chạy vòng qua bên này. Nó chạy vòng qua bên này. Nên anh em đừng đó, thấy không? Ba người chụp luôn, thấy không? Đây nghe mấy anh em. Con càng quá bự anh em ơi. Không, con càng là không quá bự đâu. Nhưng đây. Mà thằng đó. Đó. Thằng cái người chụp nó quá bự. Đừng anh nói tập sớm quá. Đây mấy anh em, đây rồi. Con này con cua nghe anh em, cua nhưng mà cua ở Campuchia. Càng trả này, càng trả này. Thôi. Thỏ bên này. Đúng rồi, càng cua đâu vậy? Cái đây đây chạy với đâu? Ủa? Ha, thì giờ nãy giờ như đó. Nhiệm vụ mình cầm cái. Đâu nó lại đó. Lên quá mà. Đây. Cảm ơn em. Chụp em. Chụp em. Thôi đi. Em kêu dân chung nè. Không, hồi nãy giờ rất tùm lum chứ nó mới đồ nãy giờ mà. Đi nó rất lằn rất rằn mà. Anh biết được có hòn như nọn đồ luôn đi. Cho anh biết được có hòn như nọn đồ á. Không đừng có lạnh quá. Thấy rồi không? Biết rồi. Anh thấy rồi. Thấy chưa? Thấy rồi. Như này nhưng mà anh đồ cho vui thôi. Anh đầu bếp đa tèo của mình anh. Đồ cho vui chứ đâu biết. Môn mình này là cái môn này mà mấy bạn cái năm môn này là mình không chiên. Nhưng mà được có cái là mình có mấy anh em tình thương biến thương ở tình ở dân biển, tình khi. Nó kém mình đau quá. Thôi nhưng mà không sao, mình chụp luôn hết. Đó, chạy phía sau này. Đây. Thôi. Đủ hết mà, đủ hết. Đủ hết. Nó đâu có nấp đâu. Ý là con bỏ cát vô là nó có cái độ nhã nó phán ra nhiều hơn. Nó không nấp đâu mà. Bỏ bèo vô kìa. Nấp vô không? Đây. Con chạp nó ăn luôn chứ con. Nấp. Chạy lên nè anh. Lên. Ở đây mấy này đó. Đây. Nhưng mà mình có cơ nè, mình vét được con này. Đúng. Cơ báo cuộn mà. Ok anh em, nói chung là hôm nay là anh em mình đi bắt còng ở dưới Tịnh Khê. Nói thật lòng là mình cái môn này mình không chuyên, nhưng mà mình có đứa mấy những đứa em, những người em thân thương mình xuống này, rồi những người em mình nó đi dẫn mình đi bắt còng, mình về anh em chậm nữa mình về là mình sẽ làm những cái món ngon để cho anh em mình xem. Anh em có còng rất là to, rất là bự. Ok. Có cầm nhỏ. Đâu. Cho nó cũng dân cậu này. Ê, ba
Đây tao bán em. Ở dưới hoang chạy đây thì mình bán luôn nè. Đó. Mày muốn chạy hả? Mày mà tử ra mày qua thì cháu tao à. Mà. Mày đây là nó lon nó tung nó chạy. Em bỏ càng xuống dưới này mà cho anh đồ mượn cho anh càng chứ càng nè dạ anh càng nè anh càng nè mày chơi anh dữ vậy nè anh càng nè không đó 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 lầy đâu lầy đâu này cái đồ nhanh lắm hả mày chơi anh mày dữ vậy nghe mua dạ 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 ủa không nó rỡ chạy lên đó 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 ôi ơi ê có hơn này một lần hơi con này mấy bọn qua đó qua đó ê có hơn này một lần hơi con này qua đó qua đó qua đó qua đó qua đó anh cạn chưa ê mấy anh em con cầm nó đơn núp nè mấy anh em mình đó 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 mình đua sớt lại đây nó đơn núp nè mình lấy cái tao mình quèo quèo cho nó chạy chơi nhưng mà không thể đâu con này nó chết rồi bây giờ chết cho được chết cho được thôi thôi nó chạy đi chạy đi nó chạy đi nhiều số lượng nhiều thì mình nấu bún riêu à, tùy theo mỗi sở thích của mỗi anh em anh em thích là nấu riêu cũng được hay là nấu cháo cũng được nên cái vấn đề mà anh em mình số lượng này chỉ mình ra mình anh em mình ra mình nhậu dân giả mà ra đây là nhà người dân mình vô mình rửa nghe mấy bạn chứ còn thực sự ra ngoài biển thì chỉ có lấy nước muối không ấy anh em mình đi đem theo nước vô rửa thôi đây, ra mình chứ còn mình cái này á nếu đúng là nhiều mình nấu cháo rất là ngọt mà mình nó cũng còn rất là ok đó, ok đi thôi là ở dưới nhà đó luôn phải không đó, ok mấy anh em ơi nãy mình cũng ghé vô nhà người dân mình chế biến thế nào bây giờ mình ra mình làm món càm có người đẹp lộn luôn với chị nha làm được nhiều được đó cũng nhờ em ra em gái em làm à mưa bổ quá chứ mà em nó mưa mưa bổ gì cũng được hết chứ cái ngon quá đó giờ có lục phái cũng được à dạ. Ngon quá đó ngon quá đưa gia vị ngon quá vô biết đi.